lên đèn mà lên đèn, phải xuống phố để dạy ngố chứ không cái đầu bẻ hộp số. Vì công việc hàng ngày chất chứa quá nhiều tầng những lời bất ố, nên vì thế ta dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng bên con nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở casino. À giỡn, hai dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi? Lên phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con ghè rủ ta đi chơi. Vì đêm nay tao muốn bưng lên có mấy anh em cùng đi sông hơi. Ai cũng nói út nhị kiều thế là bất nhiệt, chứ mấy lâu người trả lời sai, tụi em đẹp gái là đúng thiệt. Nào là mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào là mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối đi ngủ chuồng gà. Quăng ta kê bon, quăng ta kê bon, quăng ta kê bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta kê bon, quăng ta kê bon, quăng thơ cây son, ta cùng chơi vòng tròn. Dễ sợ thiệt. Mười lăm cái rưỡi rồi, 16 luôn không? Thì hôm nay ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai. Ngồi xuống lại đây mà chiêu nó buông người ra. Đốt nào đốt nào đốt nào buông người ra. Con người mây nào xăm lên tin thì tao sẽ cú đầu. Tuổi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Giờ này thì chẳng thế nào mà giống ai. Thế nên phố vị thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc gì không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ bảy, hôm nay là thứ bảy, chắc chẳng là thứ hai. Hôm nay là thứ bảy, chắc chẳng là thứ hai. Thì hôm nay ai quan tâm thì khuyên mày phiêu làm chuyện mày thúc đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối đi ngủ chuồng. Con đôi cây son ta cùng chơi vòng tròn. Yeah, 16k rồi. Trời ơi 16k rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ ủng hộ tụi em nha. Yêu thương yêu thương. Hôm nay là thứ tư rồi. 17 đi mọi người, hát thêm bài nữa. Sông đi nhấp nhô, trong xa xa ngoài kia thấy em khẽ cười. Hải sản tươi, sống thanh long là có đủ. Đất Đồng Tháp không thiếu thứ gì, chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Em xin